Thank you.
Ở đây là phần phía sau của con rồng rồi. Này thì một cái đầu của con rồng đang làm xòe cánh rất là đẹp. Nên là mặc dù đang thi công như khách nước ngoài cũng khá đó, cái xe này rất là nhiều luôn cả nhà. Năm nay là biểu tượng con rồng rất là đẹp. We call this building is the morning sun. Thank you.